Vé dự khai mạc SEA Games 31 tối 12 tháng 5 chỉ là vé mời, không thương mại, song đang được giao bán với giá 1,4 đến 2,5 triệu đồng một cặp. Sáng 12 tháng 5, dọc tuyến đường Lê Quang Đạo trước sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, khoảng 40 phe vé hoạt động công khai. Có chỗ phe vé còn in biển với nội dung, bán vé khai mạc SEA Games. Một cặp vé khán đài A được giao bán 2 đến 2,5 triệu đồng. Trong khi vé khán đài C và D giá 1,4 triệu đồng. Em cần số lượng bao nhiêu cũng có. Em không mua sớm là hết đấy, một người bán nói. Những người này sẵn sàng mua lại vé mời nhưng với giá rẻ hơn nhiều, chỉ 600.000 đồng một cặp vé khán đài A. Trên mạng xã hội, vé mời khai mạc si game cũng được giao bán nhiều. Trên một fanpage chuyên về mua bán vé si game 31 với hơn 40.000 thành viên. Hàng trăm mẫu giao bán được đăng tải kèm hình ảnh và số điện thoại liên hệ. Ngoài vé A, C, D, trên fanpage còn xuất hiện cả vé VIP, song số lượng ít. Theo ban tổ chức SEA Games 31, toàn bộ vé vào xem lễ khai mạc, bế mạc, trận chung kết và tranh huy chương đồng môn bóng đá nam sẽ thuộc quyền quản lý và phân bổ của ban tổ chức đại hội. Ban tổ chức SEA Games 31 sẽ không bán vé lễ khai mạc. Chỉ phát hành khoảng 20.000 vé mời cho các chỗ ngồi ở khán đài A, C và D của sân Mỹ Đình, riêng khán đài B trở thành nơi dàn dựng sân khấu trong 20.000 vé mời, có hơn 10.000 vé dành cho lãnh đạo cao cấp của nhà nước, chính phủ và quốc hội, nguyên thủ các nước, quan chức quốc tế, đại sứ quán các quốc gia tại Việt Nam, các bộ ngành trung ương, đoàn thể thao dự SEA Games 31 và hai hội cổ động viên miền Nam. Miền Bắc Số vé mời còn lại dành cho các sở, ban, ngành tại địa phương, các quận huyện tại Hà Nội. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra lúc 20 giờ ngày 12 tháng 5 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, nhiều khả năng thời tiết mưa. Sau 6 ngày thi đấu từ ngày 6 tháng 5 với một số bộ môn, SEA Games 31 sẽ chính thức khai mạc tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Lễ khai mạc sẽ diễn ra từ 20 giờ hôm nay 12 tháng 5. Để phục vụ nhu cầu của người yêu thể thao. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cung cấp thông tin dự báo thời tiết trong ngày khai mạc. Dự báo thời tiết khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong sáng nay không có mưa, thuận lợi cho các hoạt động chuẩn bị. Trong khoảng khung giờ 12 đến 16 giờ, nhiệt độ ở mức khá cao khoảng 29 đến 31 độ C. Từ 16 giờ trở đi, xác suất có mưa tăng lên khoảng 65% đến 85%. Đặc biệt, trong khung giờ diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31, xác suất có mưa khá cao khoảng 50% đến 70%, nhiệt độ khoảng từ 27 độ C đến 28 độ C, trời mát mẻ. Tuy nhiên, từ sau 22 giờ, thời tiết không có thay đổi đáng kể. Trước đó Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng khuyến cáo thời gian xảy ra mưa rào, rông rải rác, cục bộ có mưa vừa. Mưa to sẽ tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm. Cơ quan khí tượng lưu ý trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá, gió giật mạnh. Trong những ngày qua và dự báo những ngày tới thời tiết Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp đã gây ra mưa rào và rông trên diện rộng.